giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đừng che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ núi. Vượt cầu thơm ngát hương hoa lối em theo anh vào nhà. Anh nắm tay em nhiều em bước, áo dài trong gió thức hoa bay. Ai ai bảo tình yêu không mờ mịt, nhưng em vẫn đợi chính là anh. Nam Hưng và cô dâu chú rể xin chào toàn thể quý hoàng khách. Vâng, xin thay mặt cô dâu. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời làm cha mẹ có ba niềm vui lớn. Thứ nhất, sinh ra những đứa con khỏe mạnh, thông minh. Thứ hai, thấy con mình nên người thành đạt. Và thứ ba, nhìn con được yên bề gia thất. Nên hôm nay đây, ngày 29 tháng 4 năm 2019, cũng là ngày đại yến giờ hoàng đạo. Gia đình hai bên vô cùng vui mừng tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Về phía họ nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Phương Bình và bà Nguyễn Thị Phi là anh và chị của chú rể. Xin trân trọng tay nhiệt liệt chào đón họ nhà trai tiến lên lễ đài. Lên non mới biết non trầu, đôi con mới biết công lao bảo từ. Bao giờ cả lĩnh hóa long, đền ơn cha mẹ ẩm vòng thiên xưa. Về phía hội nhà gái, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hường là mẹ của cô dâu và ông Nguyễn Văn Hồng là bác của cô dâu. Xin trân trọng tay nhiệt liệt chào đón hội nhà gái tiến lên để đàn. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển bao la không đắp đầy tình mẹ, mây trời đồng đồng không phụ tình con cha. Sự kiện trên sân khấu chúng ta là đại gia đình hai bên và cô dâu chú rể. Một lần nữa xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào trân trọng nhất. Vâng, và cho đây tôi nhường lời lại cho đại diện của họ là bác Nguyễn Văn Hồng có lời phát biểu chi âm cùng quý khách. Xin kính mời bác. Kính thưa tất cả các quý khách, hôm nay là ngày cháu Tuấn và cháu Hương thì hai anh luôn được và được sự đồng ý của hai bên gia đình. Hôm nay là ngày tốt chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho các cháu Tuấn và Hương. Và chúc cảm ơn tất cả các quý khách đến để được cho tham dự buổi cho cháu Hương và cháu Tuấn. Tôi chân thành cảm ơn, chúc các quý khách nâng ly không say không về. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu chân thành của vị đại diện hai họ chúng ta. Và tiếp đến là nghi thức dân rồng bao hiệu. Xin mời cô dâu kính dân dầu bao hiếu lên anh và chị của chú rể và vô cùng ba ơn người đã cho con niềm hạnh phúc lớn lao đây.
mẹ và bác cụ cô dâu, và vô cùng ban ơn người đã cho con niềm hạnh phúc lớn lao này. Mỗi đêm thắp một đèn trời cầu mong cha mẹ sống đời với con, đối lòng ăn quả trà na để con thương mẹ, mẹ già yếu đau. Và giờ đây xin mời hai gia đình chúng ta tiến đến một bước chạm ly nhau để thắt chặt tình thông gia từ đây và mãi mãi về sau. Và xin mời chúng ta hãy cùng nâng ly theo để chúc mừng cho đại gia đình có được Dâu Hiền và Rể Thảo. Nào, 1, 2, 3. Nghi thức chân rồi ban hiếu đã xong. Xin cảm ơn hai bên gia đình. Và bây giờ xin mời hai bên gia đình trở về đàn chung vui cùng với Hùng Đất. Xin quý vị khách cho hai gia đình chúng ta một tràng tay thật lớn đó qua. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Tiếp đến là nghi thức khai hội trọng tâm. Xin mời bao nhiêu tình đến tắt đi để chúng ta khai hội trọng tâm ngày cười.